Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Dạo này mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì sau những cái tháng ngày mà làm pin quá ế ẩm đi, thì hôm nay mình đã chuyển sang một cái chuyên mục mới, là gọi là chuyên mục đập đá phá ông bờ ha anh em. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để sửa một cái bệnh rất là hay của cái dòng máy DJI. Đó là cái bệnh mà bị sóng yếu ha, và mất sóng luôn ha. Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em can thiệp vào một chút xíu, nó hơi bị khác với bình thường chút xíu ha. Rồi ok anh em. Cho miếng xăng vô cái. Nhậu miếng. Rồi ok anh em. Thì trên màn hình anh em đang nhìn thấy đó là một cái con IC nằm ở trên cái mạch nha. Con IC này có cái tên mã là 4550. Xin lỗi anh em. Thì con IC này nó có cái tên mã là 4550, và đây là con IC dùng để đây là con IC dùng để khuếch đại cái sóng 5.8 GHz ở trên cái thiết bị máy bay của DJI nha anh em. Nó xuất hiện trên cả cái body drone và xuất hiện trên cả cái tay điều khiển luôn nha. Thì một số dòng máy của DJI, là đặc biệt là những cái dòng máy sử dụng tay điều khiển N1 á, tức là cái dây tay điều khiển của con DJI Mini 2 nè, con DJI Mini 3, Mini 3 Pro, vân vân, thì nó có cái hiện tượng là anh em bay được khoảng 50 m, 100 m, hoặc cao lắm 200 m ở điều kiện rất là thoáng nha, không có vật cản và bị mất sóng. Thì hầu như đa số các trường hợp á, nó đều bị xuất hiện cái nó mà bay, gọi là nó bay mà bị sóng nó kém đó, thì nó đều là do cái con quỷ này ha anh em. À, con 4550 này ha, trên hình này nó hơi khó thấy một chút xíu đó, đây là con 4550 IC ha, và cái lỗi đó là do cái con này nó bị chết ha anh em. Thì cái việc của anh em đơn giản để khắc phục được cái bệnh mà sóng yếu đó, là anh em chỉ cần thay thế cái con 4550 này ha, anh em thay nó bằng một cái con mới là nó sẽ ok hết anh em. Đó thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình thay thế thử cái con 4550 này để cho anh em xem cái quá trình mà mình thay thế cái con 4550 này ha. Và cũng nói trước với anh em luôn, thì đây không phải là chuyên môn của mình làm với cái tâm thế gọi là ha, mình gọi là mình học và mình tự làm thôi, nó không phải là chuyên môn của mình nha anh em. Đó thì có gì sai thì anh em thầy thợ bỏ qua cho mình ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ cho vào cái con IC này một ít cái mỡ ha, gọi là cái mỡ này gọi là mỡ hàng ha anh em, mỡ hàng mỡ khò đó, mình sẽ cho vào con IC này một ít mỡ ha. Sau đó mình sử dụng cái máy khò và mình đặt ở một cái mức nhiệt độ thích hợp để mình gỡ cái con IC này ra ha anh em. Và lưu ý với anh em là cái nhiệt độ để mà chúng ta khò, để chúng ta gỡ cái xe này ra, thì nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của anh em nha. Này thì mình ở cái tâm thế gọi là học tập, bắt đầu học tập và làm thôi, mình không có gành về những cái thông số về cái nhiệt độ gió này kia của máy khò, cho nên mình cũng không có chắc là mình sẽ làm đúng, nhưng mà anh em cứ theo dõi ha, cái quá trình mình làm ha. Đây là hoàn toàn là những gì mình tự mình học mình biết ha, chứ nó không có qua trường lớp gì hết nha anh em. Đó thì bây giờ mình sẽ đặt máy khò ha, mình bật nhiệt độ để bắt đầu mình khò nó, mình gia nhiệt cho nó nóng chảy ra và mình gấp nó ra ha anh em. Đó thì con này là con 4550, là con sóng 5.8 GHz ha, sóng 5.8 ha. Và sóng 5.8 này mà một khi mà nó bị hỏng anh em, nó bị hư á, nó bị chết á, thì anh em chỉ bay được khoảng 50, 100 m, 200 m là anh em sẽ bị hiện tượng mất sóng ha. Ở điều kiện rất là thoáng, không có bật cản nha, là chỉ cần bay khoảng 50, 100 m thôi là nó là bị mất sóng rồi. Và 99% là nó sẽ bị chết cái con này ha. Và cái con này nó có mặt trên cả tay điều khiển cũng như là có mặt trên cả cái body máy bay luôn nha. Đó thì có trường hợp nó chết trên tay điều khiển, có trường hợp là nó chết trên body máy bay.
và cũng có trường hợp là nó chết trên cả hai luôn ha. Và khi nó chết thì bắt buộc anh em phải thay nó bằng một cái con IC mới ha, chứ không có cách nào khác ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ gia nhiệt cho nó, gia nhiệt cho nó và mình gỡ nó ra ha anh em. Cũng nói chung là mình cũng tập làm thôi chứ mình cũng không có chuyên về cái này nha. Thể thấy là cái mạch của cái mạch điện của cái hàng DJI nó khá là hút nhiệt ha anh em. Khò như thế này và nó không có hề hống gì với con IC ha. Cái nhiệt nó bị lan tỏa đi đều hết trên cái mạch ha, và khá là khó để gỡ con được con IC ra ha anh em. Anh em lưu ý cẩn thận với những cái con điện trở, những cái con tụ điện này kia xung quanh con IC ha. Ta có thể vô tình làm bay cái chân của nó đi, bay nó đi luôn là coi như là ăn cám luôn ha anh em. Mình đã gấp nó ra được ha anh em, cũng khá là mất thời gian để mình có thể gấp nó ra được nha, tại vì là cái mạch PCB của cái mạch điện á, cái phần mạch điện của nó, của cái con, của cái mạch của DJI này nó khá là hút nhiệt nha anh em. Hút nhiệt cho nên là khi anh em khò vào á, nhiệt nó bị lan tỏa ra xung quanh này, lan tỏa ra và làm cho mất đi một cái lượng nhiệt, nó bị thất thoát đi một cái lượng nhiệt, làm cho cái việc khò nó sẽ trở nên rất là khó khăn nha. Và cũng nói luôn với anh em là cạnh bên nè, có cái con là 4206 này anh em, Wii, cái tên của nó là Wii ha, Wii 4206, tên mã đầy đủ của nó là Wii BF 4206 nha. Thì cái tên mã là tên mã đầy đủ của nó, anh em có thể tra trong sách vở ra được. Thì cái con này là cái con 2.4 GHz nha anh em, đây là con IC 2.4 GHz. Còn con IC mình vừa bắt ra được là con IC 5.8 GHz nha. Cái hiện tượng mà chết cái con 4206 này thì nó có, nhưng mà nó ít xảy ra hơn là nó chết cái con 5.8 này ha. Còn 5.8 này thì nó thường xuyên chết hơn nha anh em đó. Còn cái con 4206 này là con 2.4 GHz thì nó ít khi bị chết hơn nha. Đó. Rồi sau khi anh em khò, anh em bắt nó ra được rồi đúng không? Thì cái bước tiếp theo anh em cần phải làm đó là anh em cần phải làm sạch chân. Làm sạch chân chì của cái chân chì cũ hay nè. Nó bằng cách là anh em sẽ sử dụng dây hút thiết nha. Đó, mình sẽ sử dụng cái dây hút thiết nè. Đó. Rồi mình sử dụng cái mỏ hàn gia nhiệt, chúng ta để vào đây và tiến hành hút sạch cái thiết ở trên này nha anh em. Đó, chúng ta sẽ hút sạch thiết cũ này đi. Và sau đó chúng ta sẽ lấy con IC mới đặt vào để đóng con IC mới vào đây ha. Ok, thì giờ mình sẽ thử thao tác hút thiết cho nó luôn ha. Thì để hút thiết mình sẽ sử dụng cái mỏ hàn nhiệt bình thường ha anh em. Đó, trên hình phóng to thì nó hơi to, nhưng mà ở ngoài thì nó cái đầu nó khá là nhỏ ha anh em. Đó, mình sẽ hút hết cái thiết cũ này đi nha. Anh em chờ một tí xíu để mình gia nhiệt cái mỏ thiết của mình cái. Và trong cái video này thì mình sẽ không có đóng mới cái con IC nha anh em. Mình sẽ không có đóng mới con IC mà mình sẽ lấy lại con IC cũ để mình đóng ha. Coi như là anh em cứ tưởng tượng đây là con IC mới đi, và mình đóng. Mình đóng thì anh em cứ tưởng tượng là IC mới ha. Nhưng mà cái này thì mình không có chuẩn bị sẵn IC mới cho nên mình sẽ đóng lại con IC cũ cho nó. Để xem coi là nó đóng sao. Anh em để ý cách đóng IC nè. Ở đây nó có một cái dấu chấm nè anh em thấy không? Dấu chấm màu trắng đây chỗ này. Thì cái trên con IC nó cũng có một cái dấu chấm. Anh em sẽ đặt cái con IC có cái dấu chấm nè anh em thấy không? Dấu chấm trên mình con IC nè, anh em sẽ đặt đúng vào cái vị trí dấu chấm đó ha, là nó sẽ đúng cái hướng chân của con IC ha. Đó. Đó, chúng ta sẽ đặt vào như thế này nè anh em. Mình mới tập làm cho nên mình hơi rung ha anh em. Đó, chúng ta sẽ đặt cái con IC vào giống như thế này và tiến hành khò đóng chân mới lại cho nó ha. Đó, nó như thế này ha anh em. Khá là đơn giản ha.
không biết nãy mình phải lấy ra đúng chiều này không nữa, hình như là đúng đó. Đó, rồi giờ để mình tiến hành mình làm sạch chân của cái mạch điện cái hen nha. Mình cũng tiến hành cho một ít mỡ đi, cho một ít mỡ vào, cho ít thôi, cho vừa thôi, để làm sạch chân cho nó dễ ha anh em. Mỡ này thì gọi là mỡ khò nha, nó cũng dễ mua lắm á, ra tiệm điện mua cái là có liền. Khói bốc nghi ngút ha anh em. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình làm sạch chân của cái mạch điện ha, bằng cách là mình dí cái cọng dây hút thiết vào nè, rồi mình để cái mỏ hàn cho nó nóng vào, rồi mình dây tới dây lui là nó sẽ hút được cái thiết cũ ra ha anh em. Rồi nó dính luôn rồi đó, nó dính thì nó sẽ hút được ha. Để mình điều chỉnh cái tay của mình tí xíu cái. Mình mới tập làm thôi nha anh em đừng cười mình nha. Thì mình mới tập làm thôi chứ mình không có kinh nghiệm gì về cái này hết. Do là cái đoạn dây hút thiết mình nó hơi bị loe ra, mình đang muốn thâu gọn nó lại một tí để mình đang kiếm cái gì đó mình cắt bỏ nó. Loe ra quá khó hút quá, mình sẽ thâu gọn nó lại một chút. Đó. Mình dí mỏ hàn vào cho nó nóng ha, thì nó sẽ hút được cái thiết ha. Không được đẹp lắm ha anh em, hơi nhầy nhụa một chút. Để mình xoay cái mặt PCB qua một tí cái mới được. Xoay qua gì đi, dễ làm. Nó hơi khó làm. Đó, xoay gì đi. Cố định cái mặt PCB của mình lại một tí, đừng cho nó chạy tới chạy lui. Rồi mình tiến hành mình đưa dây hút thiết vào để mình làm sạch chân nha. Nãy thì mình thấy mình có đá bay một con tụ rồi đó. Thôi nhưng mà giờ mình chỉ làm mẫu để cho anh em coi thôi nha.
chứ thực tế thì nếu mà làm vậy thì coi như bỏ luôn cái mạch thế anh em. Kệ nó đi, coi như là tạm thời anh em cứ cứ coi như là cái bước mình hút thiết là như nó thành công đi ha. Rồi sau đây mình sẽ vệ sinh lại cái mạch ha, mình thấy có bay một con tụ rồi. Để đi, coi như là nó thành công đi. Nha, cứ coi như là thành công nha anh em, đừng nói gì hết. Tại vì này nó không phải chuyên môn của mình. Đó, nãy mình đá, mình có đá hết con tụ đi rồi. Con tụ đó hình như là nó nằm ở đây nè. Con tụ nhỏ nằm ngay đây nè. Ngay chỗ vị trí này nằm đá bay nó mất tiêu rồi. Thôi kệ nó đi ha. Nhưng mà cái bước hút thiết này anh em phải làm cho nó sạch nha. Anh em mà làm không sạch là anh em hàng cái thiết mới vào nó không ăn đó anh em. Anh em phải làm cho nó sạch để anh em hàng cái thiết mới vào nó mới ăn nha. Dạ phải làm kỹ nha. Cái này do mình mới tập làm nên mình làm hơi gà một tí. Anh em thông cảm. Mình đá bay thêm một con tụ nữa rồi ha ha. Thôi kệ đi anh em, coi như là mình chỉ hướng dẫn anh em về thao tác thôi, thế còn cái việc anh em làm thì nó khác ha. Anh em làm ví dụ nó chuyên nghiệp hơn mình thì anh em nó sẽ không có giống như mình ha. Còn này là mình chỉ hướng dẫn về cách mà để anh em xử lý một cái bệnh của cái mạch điện thôi ha. Rồi ok, coi như là xong cái phần mà anh em làm sạch nha, làm sạch thiết hàng ha. Và bây giờ là sẽ bắt đầu hàng IC mới vào. Như đáng lý là chúng ta cũng phải làm sạch luôn cái con IC gì. Con IC này hiện tại đang là con IC cũ nè ha. Mình phải làm sạch luôn nó cái. Còn nếu mà anh em xài IC mới thì không cần ha. IC mới thì cái chân nó vốn dĩ nó sạch sẵn rồi cho nên không cần làm gì hết. Còn IC cũ thì mình phải vệ sinh nó lại, mình phải vệ sinh cái chân chip, cái chân chinh con IC lại luôn, chứ nếu mình không vệ sinh thì một lát mình hàng cũng không được nữa. Anh em chờ một tí xíu để mình vệ sinh cái con IC cũ lại cái nha anh em. Nếu mình không vệ sinh nó thì một lát mình hàng không có được. Rồi ok anh em, mình cũng vừa mới vệ sinh xong cái con IC cũ ha. Vệ sinh cái chân nó lại, mình cũng hút bỏ thiết cũ đi ha. Là cũng biết cái hút thiết này là rất là quan trọng nha anh em. Nhưng mà anh em không hút bỏ thiết cũ đi, anh em hàng cái thiết mới vào nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ ăn chân không đều ha. Và nếu mà nó ăn chân không đều thì anh em biết chuyện gì xảy ra đó, nó sẽ không hoạt động ha, coi như là anh em làm nó bị thất bại ha. Và anh em cũng phải lưu ý với mình là lúc mà làm vệ sinh như ban nãy mình có nói đó là hạn chế nha, tránh chạm vào những cái con linh kiện lân cận ha. Nó bay linh kiện nó coi như là xong ha anh em, coi như của mình nãy là mình thất bại rồi đó. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ cố gắng mình làm cho rồi luôn để coi như là nó, để anh em biết được cái quy trình mà mình làm việc với những cái con IC này ha anh em. Đó, hơi nhầy tí. Rồi tiếp theo anh em cần phải sử dụng một cái loại thiết đặc biệt, nó gọi là thiết bột nha anh em. Đâu là cái thiết bột mà nó tiêu rồi ta.
Ok, thiết bột ở đây nha, anh em phải sử dụng thiết bột nha. Nếu mà anh em gọi là mới tập lại mà mới tập chơi đó, thì anh em nên mua cái loại thiết bột. À, thiết bột này mình chọn là thiết bột 183 độ C nha anh em. 183 độ C thì làm mấy chân này nó sẽ yên tâm, mình sẽ không có sợ nó bị bong chân bất tử ha. Đó, thì đây là thiết bột 183 độ C, mình sẽ lấy một lượng vừa đủ ít thôi. Đặt vào những cái chân này nha. Ít thôi nha anh em, đừng có nhiều quá nó không tốt đâu. Kinh nghiệm của mình là vừa thôi, đừng có đừng nhiều quá. Nhiều quá là nó sẽ bị dính chân tùm lum hết ha anh em. Đó, anh em đặt vào một lượng thiết bột vừa đủ thôi. Anh em nhìn thấy trên hình nó như nó vậy đó, chứ thật ra ở bên ngoài mình lấy nó rất là ít nha anh em. Mình lấy trên cái đầu cây kim á, cái này là đầu cây kim nha, rất là nhỏ luôn. Mình lấy một lượng rất là ít luôn chứ mình không có dám lấy nhiều nữa. Đó, anh em đặt thiết bột vào. Nó chảy nó vào trên những cái chân của IC ở trên mạch ha. Chảy nó vào ít thôi, vừa thôi. Nó chính giữa này có một miếng, chính giữa này ít thôi. Rồi chính giữa này một ít thôi nha. Rồi xong, chính cho thiết bột nó ok lại anh tí. Rồi ok, nên cho nó lẹm bằng nhau, hạn chế thôi. Cho nó chỉ bám trên cái cho nó chỉ bám trên cái chân thôi. Rồi ok, coi như là vậy là mình thấy cũng tương đối hài lòng rồi đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt con IC lên. Mình đặt con IC lên đúng cái vị trí bằng nãy ha. Nhớ cái dấu chấm nằm đâu không? Dấu chấm giờ nó xoay qua bên đây à. Nó xoay qua bên đây thì mình cũng phải xoay con IC theo. Nhìn đi coi cái dấu chấm con IC nằm đâu. Rồi mình thấy rồi. Nha, mình sẽ đặt con IC vào đúng cái vị trí có cái dấu chấm nha. Đây là con IC nè. Và cái dấu chấm nó nằm đâu mình hết thấy rồi. Rồi nó nằm như vậy là đúng rồi. Nha, mình đặt vào ngay vị trí nha anh em. Thả xuống. Đó. Đó. Nha anh em. Đó anh em. Để nó vào ngay vị trí ha. Cần thiết thì anh em sửa sửa lại cho nó chuẩn vị trí ha. Càng chuẩn vị trí thì cái việc anh em khò cho nó dính lại nó sẽ càng dễ nha anh em. Đó, mình sẽ sử dụng một cái kim để mình sửa vị trí lại nó một tí. Rồi ok ha, bây giờ bắt đầu mình sẽ sử dụng máy. Trời ơi nó chạy chạy luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng máy khò để mình tiến hành khò lại ha. Khi mà anh em khò thì anh em cứ khò đều đều tay, và cái chì cái thiết bột này nó sẽ tự động nó tràn ra và nó bám dính lên đây ngay cái vị trí anh em muốn ha anh em, không cần phải làm gì hết ha. Để đặt máy khò vào. Để mình kéo cái men PCB nó thấp xuống một tí cho nó dễ khò một tí. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mình khò nó ha. Nó sẽ hơi chạy một tí không sao đâu. Thì con 4558 này là IC 5.8GHz nha anh em. 5.8GHz ha, là con IC gây mất sóng trên cái main của DJI ha. Nó hơi chạy con IC đó, tại vì nó bị nóng anh em. Nóng là nó chạy con IC ha. Cần thiết anh em có thể đặt một cái gì đó để vào để giữ con IC lại ha anh em.
Ok, mình sẽ xoay nó, xoay cái main PCB một tí để cho nó cò cho nó đều nha anh em. Nó tiêu rồi. Ở đây. Nó anh em thấy nó sôi sôi lên rồi đó. Đó. Nó chạy vào đúng cái vị trí của nó rồi đó anh em. Rồi ok anh em, thì coi như là cái quá trình khọ mình đã xong rồi đó anh em. Đó thì bây giờ con IC nó đã bám lại các chân đầy đủ giống như ban nãy rồi ha. Thì là do là cái trình độ khọ mình nó quá gà ha, cho nên anh em thấy là cái mình khọ nó không được đẹp lắm ha. Nhưng mà cơ bản các chân của nó là nó không có bị dính nhau nè anh em thấy không? Các chân của nó là không bị dính nhau là nó ok ha. Đó. Để mình xoay cái mặt khác cho anh em xem. Đó. Đây, các chân của nó nè, đó. Bám thiết rất là ok và đúng vào cái vị trí mà mình mong muốn ha. Mình lấy nét lại cái. Đó. Chân dưới này thấy không? Em thấy không? Đó, các chân này nó bám thiết rất là ok ha. Rồi. Tí nữa có hỏa hoạn này. Công dây điện bị cháy. Rồi ha, mình xoay các mặt ha, mình coi cái chân nó bám rất là ok là được ha. Xin lỗi anh em. Đó, mình coi cái chân nó bám ok là được ha, và nó không có bị chạm dính những cái chân với nhau là được nha anh em. Rồi giờ mình tiến hành mình vệ sinh lại cái mặt, là coi như mình kết thúc xong cái quá trình mình thay một con IC ha anh em. Đó, mình chờ cái mặt cho nó hơi nguội đi một tí á, mình bắt đầu mình làm vệ sinh đó. Như là mình thấy nó cũng ok đó, mình thấy nó cũng 8-9-10 điểm rồi đó, ghê không? Có cái lỗi là bị đá bay mấy con tụ rồi, thì cái lỗi đó là coi như là không thể nào gọi là chấp nhận được ha. Đó thì anh em coi kỹ nè, mấy cái chân nó bám rất là ok ha anh em. Đó, chân ở dưới mình coi, để cái chân ở dưới ha, anh em thấy thiết nó bám đồ ok hết rồi ha, nó không có bị chạm những cái chân lại với nhau là được ha. Đó, đây nè, nó hở ra như vậy là ok nè ha. Đó, coi như xong rồi đó, coi như đây là quá trình mình đóng thành công cái con IC 4550 để khắc phục cái lỗi mất sóng 5.8 ha, bay được 50 100 200m anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe.
Prime nhé. Yeah.